Tăng đoàn lên tiếng về sự đàn áp biểu tình của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội đồng điều hành Chùa Giác Hoa, 15/7 nơi Chăn Long, phường 7 quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, Phật lịch 2560, số 05/HDDH/VT/VT. Bản lên tiếng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về sự đàn áp biểu tình của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau 41 năm áp đặt sự cai trị lên toàn cõi Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng cả về an ninh quốc phòng, ngoại giao, giáo dục, văn hóa, kinh tế và môi sinh. Từ việc khai thác mang tính hủy diệt những khu rừng nguyên sinh từ Bắc chí Nam, đến việc cho người Tàu xây dựng các nhà máy nhiệt điện trên khắp nước, khai thác bô xít ở Tây Nguyên, cho thuê rừng ở đầu nguồn, vân vân, đã làm ô nhiễm trầm trọng bầu không khí ở nguồn nước, tàn phá môi trường sống, biến những vùng đất màu mỡ trù phú như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long thành những vùng đất khô hạn. Việc cấp phép đầu tư dễ dãi cho người Hoa các công trình trên khắp nước để phục vụ quyền lợi của các nhóm lợi ích đã và đang tạo ra mối đe dọa lớn cho an ninh quốc phòng và môi sinh tại Việt Nam, làm dư luận nhân dân bất bình, mà thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung hiện nay như giọt nước làm tràn ly, đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn của nhân dân cả nước, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn. Lòng dân sôi sục bất bình thể hiện qua các cuộc biểu tình đã làm nhà cầm quyền run sợ. Thay vì tôn trọng lắng nghe đàm phán, thì nhà cầm quyền lại thẳng tay đàn áp, hòng dập tắt mọi tiếng nói của lương tri, trách nhiệm và đòi hỏi chính đáng. Đã có hàng trăm người bị bắt, hàng trăm người khác bị đánh đập dã man, kể cả phụ nữ và trẻ em, và hàng trăm người bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp. Chùa Giác Hoa, chùa Liên Trì, tại Sài Gòn và Tư Gia, các nhà vận động cho dân chủ, dân quyền đều bị canh gác nghiêm ngặt suốt trong những ngày người dân xuống đường biểu tình vừa qua. Những đoạn phim và hình ảnh về sự đàn áp, đánh đập dã man người biểu tình đã được phổ biến trên mạng lưới truyền thông độc lập, làm cả thế giới xúc động. Trước thảm họa môi sinh và cách hành xử bất xứng của nhà cầm quyền đối với người biểu tình yêu nước, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nêu lên quan điểm: hành động đàn áp người biểu tình yêu nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm hiến pháp, vi phạm công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, cụ thể là quyền được biểu tình ôn hòa. Hành động đàn áp biểu tình là sự chà đạp lên nhân quyền và nhân phẩm của công dân, phủ nhận quyền lực tối cao thuộc về người dân đã được minh định trong hiến pháp. Đàn áp biểu tình ôn hòa đồng nghĩa với việc triệt tiêu nỗ lực quốc gia, vì đã gạt bỏ ý nguyện của người dân trước những vấn đề hệ trọng của đất nước. Hành động đàn áp biểu tình này đã một lần nữa phủ nhận tính chính đáng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc. Nay Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cực lực lên án hành động đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với người biểu tình bảo vệ môi sinh, yêu cầu nhà cầm quyền đối thoại với người biểu tình, các hội đoàn xã hội dân sự và các tôn giáo để tìm giải pháp cho vấn nạn môi sinh hiện nay, bồi thường danh dự và thiệt hại sức khỏe cho những nạn nhân bị đánh đập,
trừng phạt những cá nhân và cơ quan có trách nhiệm trong việc ra chỉ thị đàn áp, không để tái diễn những vụ đàn áp như vậy trong tương lai, có biện pháp hữu hiệu và có thể kiểm chứng để khắc phục thảm họa môi trường, minh bạch trong mọi chính sách liên quan đến quốc gia để an dân thay vì đàn áp. Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 11 tháng 5 năm 2016. Thay mặt Hội đồng Điều hành, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện trưởng Ấn ký Tỳ kheo Thích Viên Định. Cho chúng con yêu thương đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau con đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tin mệt nhoài, qua đoạn trường rồi không buồn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi theo kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bạc, những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát. Yêu thương nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, lòng tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Tạ ơn mẹ cha ban cho hình hài và dạy cho chúng ta biết yêu đồng loại, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau còn đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, trải qua đoạn trường không còn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi trong kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, vào lòng tối tăm hay nơi bụi bạc, những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát. Yêu thương nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, niềm tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên.